trước một loạt các bộ phim hiện nay. Ngoài sự đầu tư về cả nội dung lẫn cảnh quay thì diễn xuất ăn nhập của các cặp đôi luôn để lại những dấu ấn khó phai trong lòng khán giả. Đầu tiên là phim Lối về miền Hoa, nói về đề tài nông thôn cùng hành trình trưởng thành của nhóm bạn trong phim. Trong hành trình đó không thể thiếu những cảm xúc biết yêu và muốn yêu của anh chàng nam chính trẻ trâu, cặp đôi Lợi, Trọng Lân và Thanh, anh Đào vô cùng gần gũi, quá đáng yêu. Những màn bơi đẹp và chạy chọe nhau khiến cho phim không hề nhàm chán. Một cặp đôi phụ nhưng lại chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả nữa trong phim là chị Hoa, Đàm Hằng và chú Lâm, Thanh Bình. Sau bao nhiêu hành trình và mong ngóng đẩy thuyền của khán giả thì cặp đôi cũng có được kết thúc viên mãn khi quyết định tiến tới hạnh phúc về chung một nhà. Đây cũng là một trong những thông điệp ý nghĩa mà ekip phim muốn gửi gắm đến khán giả. Hãy cứ yêu và mưu cầu hạnh phúc cho bản thân khi còn có thể. Có phải đàn ông không cũng gây ghiền không chỉ bởi nội dung mới lạ, cách truyền tải câu chuyện về những người đàn ông thời 4.0 vừa hài hước lại sát với thực tế, mà còn gây tò mò bởi sự kết hợp giữa Nhan Phúc Vinh và Quỳnh Cun. Tin rằng đây chính là một cặp đôi bùng nổ màn ảnh nhỏ. Một cặp cũng rất đẹp đôi nữa là Hoàng Duy và Vân Trang trong Thương Ngày Nắng Về do Đình Tú và Huyền Ly Di kết hợp. Dù đều là những gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ thời gian qua, nhưng lại là lần đầu tiên bắt cặp và nhân duyên cùng nhau. Từ vi du đỉnh của Chóp cho tới gu ăn mặc cũng xịn sò. Mới đây nhất là bộ phim Bão Ngầm cũng mang đến cho khán giả cặp đôi cực xịn Hà Việt Dũng và Cao Thái Hà. Bộ phim ngợi ca, tôn vinh những chiến công hào hùng cùng sự hy sinh thầm lặng của lực lượng cảnh sát nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống kẻ xấu, bảo vệ bình yên cuộc sống. Họ cùng nhau phá án, cùng trải qua những thăng trầm để rồi tình yêu giữa chàng đại úy Hải Triều và cô thiếu úy Hạ Lam thông minh, giỏi võ, lái xe điêu luyện chớm nở mang lại những cảm xúc cho bộ phim. Không còn nghi ngờ gì nữa về trình độ ông tơ bà mối của VTV, với những hiệu ứng mà các cặp đôi mang lại đã khiến khán giả có những trải nghiệm cảm xúc mới lạ. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.